Em mới chào tất cả các anh chị ạ. Chúc cho các anh chị trong buổi sáng hôm nay tràn đầy năng lượng hơn ạ. Vâng, thưa các chị, hôm nay tôi cảm thấy rất là vui khi mà được kết nối với câu chuyện buổi sáng hôm nay. Và cũng gửi lời biết ơn đến chị Thủy cũng như đoàn tình ca Bắc Sơn đã tiếp thêm nguồn năng lượng cho tôi cũng như tất cả các anh chị em tại VTV trong buổi sáng hôm nay. Thưa chị Thủy, thường thì vào buổi sáng 7 thì chúng tôi là không có làm việc, thế nhưng mà với cái sự mong muốn được sự đồng hành của chị thì hôm nay làm chúng tôi rất là năng lượng. Tôi biết rằng là từ khi mà rất là sớm thì mà cái đoàn xe của tập đoàn Anh Long cũng như là tình cảm Sơn đến với BTV thì lúc đó thì sáng nay chúng tôi cũng dậy rất là sớm để mà chạy dạy marathon với anh chị. Chúng tôi nói là chạy thôi nhưng mà tôi giám đốc cũng như thông số anh chị là chúng ta sẽ đi vòng 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 ba vòng thì về cũng rất mệt, nói chung là vài vòng 5 km nhưng mà chúng tôi cũng đạt được khoảng ít nhất 2 km. Và đó là cái lời biết ơn đến chị Thủy, tổng giám đốc tập đoàn Anh Long cùng với đoàn tình cảm Sơn. Và hôm nay thì trong cái không khí ấm áp này thì có thể để chương trình được bắt đầu tiến hành đến cái số để ký kết thì xin phép được nói với chị Thủy là hay gọi tôi cái nóng lùn của BTV, nhưng anh chị ở BTV thì thuyền trưởng của tôi gọi tôi là chị đẹp của BTV. Hãy dành cho tôi một tràng vỗ tay hôm nay. Sáng nay thì dự kiến đáng ra là sẽ làm MC của sáng nay nhưng mà lý do bạn công việc nó đang lên hình nên tôi sẽ thay thế cái kết nối của sáng nay. Lâu lâu mới được làm MC nên là tôi nghĩ là các anh chị hãy ủng hộ cho tôi ạ. Xin được giới thiệu chị Bích Thủy, dân nhân cũng như tôi hay gọi là nghệ sĩ dân nhân Bích Thủy, tập viên tập đoàn Anh Long ạ. Và đi cùng với chị Bích Thủy thì có luôn cả một cái đoàn, đúng là đoàn tình ca Bắc Sơn. Đây là một đoàn đánh bộ chúng ta đã 3 năm qua, rất là quen thuộc với những gương mặt rất thân quen. Đầu tiên xin được giới thiệu đến với tất cả các anh chị, đó là nghệ sĩ ưu tú Bích Phương ạ. Xin giới thiệu đến nghệ sĩ ưu tú giảng viên Hà Châu. Xin giới thiệu đến tất cả anh chị một diễn viên rất là hài hước, dễ thương, một nghệ sĩ Bình Trinh ạ, đang ngồi cạnh tôi đây. Và một gương mặt mới mà tôi biết được đó là anh nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa. Và một cái truyền hình Phước thì mình sẽ được trân trọng giới thiệu vị thị trưởng xinh đẹp, đó là chị Nguyễn Thị Minh Nhâm, hiện tại là giám đốc tổng biên tập BTV. Ngồi cạnh bên chị Nhâm chính là chị Nguyễn Thị Thúy Mai, trưởng phòng tổ chức cạnh tranh ạ. Kế bên thì lúc nãy chị Minh Nhâm đã giới thiệu đó là chị Phạm Thị Thanh Phương, hiện tại là thuyền trưởng mới của phòng tổ chức giải trí quốc tế, là sếp lãnh đạo trực tiếp của Minh Bè. Ngồi bên cạnh thì chị Đương, đó là bác mình thuộc trong công ty. Kế bên cạnh là một người nữa cũng đang đồng hành với ekip, đó là chị Phương Dung, thì hiện đang là phóng viên của và bây giờ tôi sẽ quay trở lại phía đầu này. Ngồi bên cạnh vị trưởng xinh đẹp đó là anh Hải Nam, một anh rất là đẹp trai, rất là đẹp của chúng tôi. Thường đi đâu trong phòng văn nghệ thì chúng tôi cũng đều phải có sự hiện diện của anh, phải có sự nhiệt anh là rất là nổi bật. Bên cạnh anh em đó là anh Hải, hiện tại đang là trường phòng dịch vụ báo cáo. Cái vị trí của này luôn cần đầu đồng đến mà chị Thủy hay kêu lắm, vô lưu đi để chẳng gái mình chị đi. Đây là em muốn dẫn đến nhiệm vụ quan trọng và một người nữa là anh Vinh, hiện tại đang là phó phòng và cũng là cái tiếp công lấy quen thuộc với nhà nông. Xin được hân hoan được chào đón tất cả các anh chị. Chúc anh chị một buổi sáng hôm nay là có một cái buổi mà gắn kết với nhau nhiều hơn, hai đơn vị cùng nhau chia sẻ, để rồi chúng ta sẽ sắp tới chúng ta sẽ có thêm rất nhiều chương trình mới. Tại vì chào đón những cái vị khách quý sáng nay thì vị thị trưởng của chúng tôi thì Nguyễn Thị Minh Nhâm sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị ạ. Xin cảm ơn Minh Huệ đã giới thiệu, kính thưa các anh chị và các anh em, kính thưa các chị nghệ sĩ trong đoàn ca Bắc Sơn. Cái tình cảm mà tập đoàn Anh Long với lại BTV là chúng ta đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, và xin được thay mặt cho lãnh đạo của đài truyền hình và báo Bình Phước, em xin lời cảm ơn trân trọng nhân dân nước Việt đến nghệ sĩ trong đoàn ca Bắc Sơn và các anh chị đã dành một cái tình cảm rất là đặc biệt, cái tình cảm rất là ấm áp cho BTV và những cái chương trình của các anh chị, đặc biệt là đoàn ca Bắc Sơn thì luôn để một cái ấn tượng rất là tốt đẹp trong lòng khán giả của Bình Phước.
Vâng, cái điều đó các chị bên đây rất là vui và rất là biết ơn các chị về cái tình cảm đó. Và đặc biệt nhất là hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau trong một cái giải thể thao. Thì thường là mọi người hay nghĩ là đoàn thể thao thì chắc là đoàn thể thao Bắc Sơn của mình và các chị sẽ không có đam mê nhiều bằng là văn nghệ, nhưng mà không phải, vì đó không phải. Thì em rất là biết ơn vì điều đó, thì vì nghệ sĩ của mình và các anh chị xuất hiện ở trong cái giải này thì với ban tổ chức giải thì đó là một cái niềm vui rất là lớn, vì là nghệ sĩ mà yêu thể thao thì càng đặc biệt hơn và mọi người càng thích nữa. Và đặc biệt là đoàn cao Bắc Sơn là hôm đó cái hôm mà chúng ta khai mạc giải có sự xuất hiện của các anh chị ở trong cái một cái sân khấu khác nhau để chào mừng giải, thì em nghĩ rằng là nó có màu sắc rất là đặc biệt. Rất là cảm ơn tất cả các chị và rất là mong rằng chúng ta lần đầu tiên Bình Phước, lần đầu tiên là cái thanh truyền hình báo Bình Phước là cái giải marathon có cái quy mô rất lớn. Và hiện nay thì cái giải marathon này đã có một tập đoàn là nhà tài trợ chính của chúng ta, tập đoàn Trường Cơ của Bình Phước. Và những cái người mà đồng hành cùng cái giải thì cũng đều là những người đã yêu thể thao, yêu marathon. Và các em khi mà được biết chị Đức Huệ thì biết là đoàn cao Bắc Sơn của mình cũng là cái giải này là riêng tập đoàn Trường Cơ là họ rất là phấn khởi, rất là vui. Và đặc biệt là tụi em rất là mong chờ cái một cái đêm nhạc để có một cái màu sắc của cả người cao sơn. Cảm ơn anh chị và hai nữa là với trách nhiệm của những người làm nhà đài và đặc biệt là ban tổ chức giải cao sơn, thì khi mà có sự đồng hành của tập đoàn Thăng Long, tụi em sẽ có trách nhiệm để quảng bá hình ảnh của tập đoàn ở trong cái giải đấu này. Và cái giải đấu này thì quảng cáo với chị Đức Lệ được là cái quy mô là khoảng tầm 2.000 vận động viên tham gia. Và hiện nay thì có hoa hậu là Thiên Ân, có đại sứ nhà chạy là Hoàng Minh Thanh và Hoàng Ngọc Hoa, đều là những vận động viên tiêu biểu của đất nước mình và đã có cái thành tích rất là lớn ở trong đấu trường quốc tế. Thì cái sức lan tỏa của giải đang rất là tốt, cũng được đồng hành rất nhiều của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Và vừa rồi khi mà tụi em làm cái chương trình chuyển thị trường mà có thông tin của MC nói rằng là tập đoàn An Đông đồng hành luôn, là lúc đó nhà tài trợ chính họ vui lắm, họ đang rằng là cực kỳ ấn tượng, mặc dù biết là chúng ta đã có cái hoạt động trước. Và khi mà chị đang lên sóng và nghe là cái cuộc nghe nói rằng là có tin nhắn của chị Đức Huệ là mọi người vui ơi là vui, và đặc biệt là hôm nay thì cái nhà tài trợ chính là tập đoàn Trường Cơ, họ lại có một cái khách đoàn khách ở Hà Nội đến cũng để thăm tập đoàn, cho nên họ không có mặt ở trong hôm nay. Và lãnh đạo của tập đoàn thì cũng muốn là mà qua em gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chị Đức Huệ và các anh chị của đoàn thể thao Bắc Sơn, và nói rằng là rất là vui mừng được cái sự đồng hành của anh chị trong cái giải này và hy vọng là xuyên suốt trong quá trình hoạt động của giải, từ cái khi mà chúng ta họp báo cũng như là đêm nhạc hay là toàn bộ quá trình hoạt động giải thì có sự xuất hiện của các anh chị làm cho cái giải nó sẽ thêm rất là nhiều màu sắc. Và tụi em cũng mong muốn rằng là qua các anh chị thì tụi em sẽ gửi những cái vé mời đến cho các nghệ sĩ khác và các anh chị của tập đoàn mình nữa. Thì hôm đó tập đoàn An Đông sẽ có những cái trang phục rất là riêng để tụi em có thể có những cái bức ảnh đẹp nhất cho tập đoàn, cũng như là các anh chị sẽ là những người chạy hàng đầu, chị Hà Châu hay chị Bích Vợ hay là Trần Trinh rồi hay là chị Bích Thủy rồi phải chạy hàng đầu, thì chúng ta có những cái tấm hình quảng bá trên giải. Và rất là cảm ơn các anh chị đã dành một cái thời gian rất là cho đại diện truyền hình báo Bình Phước. Tụi em bằng cái sự nỗ lực cũng như là một cái đội rất là chuyên nghiệp này thì sẽ làm thật tốt cái nhiệm vụ của mình để quảng bá hình ảnh của tập đoàn An Đông, quảng bá hình ảnh của đoàn cao sơn tốt nhất. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái loại thì là trưởng phòng khoa giáo
và chị rất là về cái chuyên môn về cái nhà nông. Thì đã tiếng người khi mà gặp gỡ và trao đổi trong cái chương trình vừa rồi thì chị Phương đã nghĩ ra một phong cách mới, đó là có thể là sắp đấu cùng với nhà nông, có nghệ nghệ sĩ hát cùng với nhau. Thì cái phong cách này thì một trước có trao đổi chị Thủy thì cũng dự kiến là chúng ta sẽ khởi sắc và lên sóng, chắc là cũng bắt đầu từ đầu năm 2024. Đây là một cái chương trình mới mà sẽ được gắn kết với tập đoàn Nam Nông. Thì cái format thì cũng đang hoàn thiện và sắp tới cũng sẽ gửi đến. Nên ngay đây cũng niềm vui là cũng chia sẻ luôn cho chị Nhâm cũng như là chị Thủy cũng như là tình cảm hơn là sang năm chúng ta sẽ có một sân chơi mới và đoàn tình ca chúc thân chúng ta sẽ hát cùng với nhà nông, với những người nhà nông rất là tôi là nhà nông giỏi, chúng ta sẽ làm một cái hoạt động đó và hỗ trợ thêm cho chương trình nhà nông làm giàu. Thì như vậy thì tháng chúng ta sẽ có liên tục những cái chương trình nhà nông lên sóng và cùng những cái khung giờ để bà con đón theo dõi và có thể là tiếp tục với cái chương trình của nhà nông mình sẽ hay hơn. Và để mà sau đó thì khả năng là sẽ còn rất nhiều cái ý tưởng mà gọi là chị Thủy hay nói là nắm lùn là sẵn cho sẵn, thì Thủy rất là nhiều cái phong mát mà chị Thủy rất là thích. Nhưng mà hy vọng sắp tới thì chúng ta sẽ làm từng bước một, tại vì mỗi năm thực ra thì cũng chia sẻ cho anh chị ở bên quê tập đoàn Nam Nông đã gắn bó với chúng ta được 3 năm và có rất là nhiều chương trình, chứ không phải là chương trình Tình Ca Bắc Sơn hay là chương trình nhà nông làm giàu, mà chúng ta sẽ có kịch Bắc Sơn hiện tại chúng ta đang phát sóng và câu chuyện truyền thanh trên sóng phát thanh cũng đang phát sóng hiện tại. Chúng ta sẽ có một chương trình rồi, sắp tới thì còn rất là nhiều chương trình nữa. Và chị Đức Thủy cũng có nói là chương trình Tết rồi chương trình táo quân, chị cũng nhận luôn là táo quân. Thì cái táo quân đó là năm nay có một sự là chị làm nhà nông nên là chị sẽ làm cái táo quân về nông nghiệp, nó cũng hay để dành cho bà con. Đấy là một món quà tặng đầu năm, thì nghĩ là sau cái giải ban công này chúng ta sẽ bắt tay vào để làm. Thì bây giờ để chúng ta cùng như là chị Đức Thủy và tất cả nào hiểu hơn một chút xíu nữa có những cái chặng đua, những cái đường đua, những cung đường đẹp của cái giải ban công, thì cùng xem một tí đoạn video clip giới thiệu về giải ban công. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi 1-2 phút để vừa thưởng thức những tác phẩm âm nhạc của đoàn Đông Sơn do chính của BBTV thực hiện tại hiện trường của đại thôn. Sau đó chúng ta lên tiến hành ký kết. À, xin mời một bạn kỹ thuật kết nối dùng là cái trailer của giải ban công. Đối với người yêu môn chạy bộ có thể đã quá quen thuộc với giải vô địch điền dạng toàn quốc chinh phục đỉnh cao bàn thắng diễn ra hàng năm tại Phước Long. Nhưng lần này cũng tại đây một giải marathon quy mô chuyên nghiệp được BTTV khởi xướng. Vẫn ngọn núi Bà Đá sừng sững huyền ảo mờ sương buổi bình minh. Và còn hơn thế nữa, khi đến với giải Bình Phước Marathon, bạn sẽ được khám phá những điều hấp dẫn, tươi đẹp của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, giàu tiền người và trù phú nơi đây. Xuất phát tại trung tâm hành chính thị xã Phước Long, cự ly Full Marathon 42 km sẽ đưa những bước chân bạn băng qua các con phố của thị xã Phước Long. Sau đó là những cung đường với màu xanh và cây trái, những công trình và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp sẽ dần hiện ra trước mắt. Ngay sau khi rời khỏi trung tâm Phước Long vài km, từ trên cao bạn sẽ bắt gặp công trình có dạng thác mưa đồ sộ. Đây là công trình cung cấp điện cho tập đoàn Điện lực Việt Nam với mỗi năm lên đến 915 triệu kWh. Khi những sải chân của bạn chinh phục được những con dốc cao, lòng và tầm mắt của bạn sẽ hiện ra một thị xã Phước Long đang vươn mình thức dậy và cùng nhịp phát triển của Bình Phước trên con đường của mình bước phá. Rời xa Phú Thị đến tạm đời hướng vào huyện Bù Gia Mập thì một khung cảnh vườn tược xanh mát, cây trái xum xuê bốn mùa của những trang trại trù phú sẽ giúp bạn quên đi chặng đường hành trình gian khó đã qua. Không những vậy, chứng kiến khung cảnh đầy màu sắc của rất nhiều hoa trái nơi đây chắc chắn sẽ là lời mời gọi ngọt ngào để bạn trở lại nơi này thêm một lần nữa. Trên cung đường quay ngược lại tiếp đến, ban tổ chức giải đã khéo léo đưa bạn đến một trải nghiệm thú vị hơn khi chọn đường chạy là một đoạn dài băng qua bờ đê của đập tràn thủy điện Thác Mơ rộng lớn. Gió mát, khung cảnh nên thơ của lòng hồ thủy điện bao la chắc chắn sẽ bổ sung thêm cho bạn nguồn năng lượng tinh thần quý giá để chinh phục hành trình còn lại của đường chạy Bình Phước Marathon năm 2023. Những
khác nhau về thiên nhiên, con người của vùng đất Phước Long, Bùi Gia Mập thì có lẽ vẫn còn thiếu sót nếu bạn chưa đặt chân đến khu vực núi Bà Rá. Ngọn núi là biểu tượng của vùng đất anh hùng Phước Long, nơi che chở các chiến sĩ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng, và cũng là ngọn núi thiêng của người dân địa phương. Với cung đường vòng quanh chân núi, bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị khi được hòa mình vào thiên nhiên với những tán rừng phồn hộ, rợp bóng mát. Trở về đích đến cũng ngay tại điểm xuất phát là trung tâm hành chính thị xã Phước Long. Vinh quang sẽ dành cho những người chiến thắng. Đó là chiến thắng bản thân mình sau khi chinh phục thành công cung đường giải Bình Phước Marathon lần thứ nhất năm 2023. Giải Bình Phước Marathon lần thứ nhất năm 2023. Chạy để trải nghiệm những điều mới mẻ. Chạy để chinh phục địa hình và chiến thắng bản thân. Giải Bình Phước Marathon lần thứ nhất năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 26/1/2023. Bên cạnh cự ly full marathon 1.5 km, còn có các cự ly 5 km, 10 km và 25 km. Tại vì em thấy chị Minh Nhâm là buổi giờ tập rồi, tập buổi giờ là cả hai tuần rồi, cả hai tuần giờ chị à, sau khi mà thay được cái bạn Duy Nhâm rồi thì em nghĩ là chị Thủy cũng có rất là nhiều cảm xúc, nên em mời chị Thủy cũng như là các anh chị cũng làm ca chia sẻ cái và có đôi lời chia sẻ với chương trình của chúng ta đây mà. Cảm thấy mình thay, xin mình thay mặt toàn tình là Bắc Sơn có một cái cảm nhận của mình. Cái trước khi nói cảm nhận thì chị phải nói là xin lỗi tất cả các anh chị em, vì chị không biết ngày nay là ngày đại của mình nghỉ, bởi vì cái bàn lồn này bao nhiêu lên và mình nghe lời mình đi lên. Thiệt tình là làm phiền các anh chị những ngày nghỉ của gia đình cũng rất là ái ngại, cũng rất là cảm thấy rất là hân hạnh, rất là vui khi mà được ngày nghỉ chúng ta được tất cả các ban tổ chức và lãnh đạo của đài. Đã nói là cái chị làm việc với rất nhiều đài, nhưng đài Bình Phước là một cái đài mà chị thấy rất là cái tình cảm giữa đài và công ty khán thính là giống như người nhà như đó. Không thể nói là không thể nói là bên công của cái bà lù này rất là dễ thương rồi là hiền lương. Nói chung tất cả ekip mà làm với tình cháu Sơn thân thiết như người nhà vậy đó, vì đó là cái điều mà làm cái chị chọn một cái nơi đầu tư. Giống như nhà tới thì chị cũng các đài cũng có mời, nhưng cái chuyện là không có quay trực tiếp với đài, mình chỉ nói là thôi để cái chuyện sản xuất đi, thì gửi giống như nãy Nhâm nói đó, mình sản xuất ra thì cái bài bản gốc đó mình gửi để logo của đài để cho cái chuyện sẽ sử dụng nó để gửi đi các đài phát. Thì bữa nay cái chuyện có được vài đài giống như là Long An, Tiền Giang, VTV 16 với Vũng Tàu Rịa thì mình sẽ gửi để phát. Và vừa rồi thì mình demo sẵn trước 10 bài mà phải công nhận là cái anh một đạo diễn mà mình thấy là một trời khó sống, khó kinh khủng luôn, nhưng mà phải nói là trong cái khó của anh để ló ra những cái hay, những cái chỉnh chu cho cái bài hát của mình. Vì vậy mà thì sẵn cái buổi ngày hôm nay thì cũng bây giờ là mạo muội xin Minh Nhâm tổ chức cho thì chắc khoảng mình chắc khoảng 20 bài, thì trong đó thì mình có phải có 10 bài hát cải lương, tân cổ, mà từ bài nhạc của Bảo Đức Thị, đó là yêu cầu của đài Long An và Tiền Giang phát cái chương trình, nó tương tự như là chương trình dành cho khán giả dành cho khán giả trực tiếp mà là mình phát sóng thôi. Thì Đức Thị nghĩ rằng là hy vọng là đài hỗ trợ thì hoàn thiện cái chương trình này, còn trở lại với lại cái chương trình mà tài trợ cho giải marathon này thì là Đức Thị nghĩ là lần đầu tiên có thể tham gia một chương trình chạy bộ như vậy nè. Bởi vì là mình đó là một cái người rất là bận rộn, không có thời gian tập thể dục, mặc dù là bác sĩ khuyên mỗi ngày tập cái 30 phút, ban đầu thì được gần 10 phút, xong rồi còn 8 phút, hồi 5 phút rồi ngồi đi luôn. Nhưng ở đây thì là nếu như mà mình đã quyết tâm tham gia cái này rồi thì có thể sẽ cố gắng mỗi ngày chạy bình thường để mình cho cái cơ thể mình nó quen với cái áp lực của cái diễn trận động mạnh. Đây là chạy mà dù sao nữa đang là cái đường
dài nhất là 5 km, người ta 42 kg là 5 kg thôi, không biết hoàn thành hay không. Thì dù sao thì cũng sẽ hứa là có thể mình là người về cuối cùng, nhưng mình sẽ là người xuất phát đầu tiên. Lúc mà vừa xuất phát cái cố gắng chạy vượt lên ba thì gặp có những lúc mình đã vượt hơn mọi người, nhưng cuối cùng mình về khác, nhưng mà mình vẫn bền sức để về để chọn. Đó là cái điều rất là vui, rất là vui đó. Tất cả những thành viên của Thiền Pháp Sơn sẽ tham gia chương trình này, và trong đó thì có con trai của Thủy đã từng tham gia những chương trình này 10 km, và bạn sẽ cùng đi với Thủy 5 km để nhiều mẹ về tới nơi, hai mẹ con về tới đỉnh Vinh Quang. Dạ, trong chương trình thì Đức Thủy cũng không biết là có thể là tài trợ bao nhiêu, do là chưa có xin ý kiến của anh Hoàng Hải, nhưng cá nhân Đức Thủy sẽ tài trợ chương trình là 50 triệu. Đức Thủy xin một điều nữa là cho Đức Thủy tài trợ tất cả nước suối của chương trình, ví dụ như 20.000 chai chẳng hạn, 50.000 chai, thì chỉ cần báo cho Đức Thủy thì Đức Thủy có một cái hệ thống lọc nước để làm từ thiện. Khi mà Đức Thủy mang nước cho nên thì sẽ đưa một cái giấy chứng nhận là nước của mình tinh khiết để sử dụng cho các đoàn, thì đó là một cách mà đưa cộng đồng nông gần hơn với tất cả bà con cũng như là tất cả là những vận động viên tham gia chương trình này. Thì đó là ý kiến cá nhân của Đức Thủy, còn không biết là trong đoàn chúng ta có bổ sung thêm cái gì nữa thì mời các bạn mình nói ra để cho chị Nhân biết. Nhân biết thì Nhân thông cảm để cho phát xấu, nó cho không biết tiền. Vâng, em cảm ơn chị Thủy. Thưa các anh chị, chính thì chị Thủy cũng như đoàn Tình Cao Bắc Sơn phải nói là bản thân em cũng như là phải nói một lần biết ơn đến chị cũng như đoàn. Thực sự là trong buổi sáng thứ bảy hôm nay là làm cho anh chị em trong bên đây gắn kết hơn với chị, vì có một buổi tiếp đây thì sáng nay em trong cả sự cùng nhau cà phê sáng, cùng nhau ăn sáng và có thể giao lưu trò chuyện với nhau. Ít khi chúng ta sẽ được một cái buổi như thế, và giống như là trong một cái gia đình bên về sáng thì có lãnh đạo, có anh chị là lãnh đạo các phòng ban, ngoài ra thì cũng nên làm cho cái câu chuyện nó sẽ gắn kết hơn. Chính vì thế mà chị Thủy nói là xin lỗi thì em rất là ngại, đây là điều mà em phải nói là biết ơn đến chị cũng như là Thành Cao Bắc Sơn. Và để có thể là tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng như chị Thủy đã nói là đã thực hiện một số MV ở đây, thì coi em nghĩ là chị Thủy cũng như các anh chị trong đoàn ca cũng hơi bận rộn chưa theo dẫn hết, nhưng là thì thời gian đã đến đây rồi nên là em muốn phát lại cái tập mà gần đây nhất vừa phát sóng cách đây một tuần về cái chương trình Tình Cao Bắc Sơn, nên là xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ phát cái clip này ra, chúng ta sẽ đơn giản trong vòng 15 phút ạ. Sân khấu kịch. Bên cạnh đó, ông còn được mệnh danh là nhạc sĩ của quê hương với hàng trăm ca khúc, trong đó có rất nhiều những nhạc phẩm nổi tiếng đã để lại những dấu ấn rất là ấn tượng và sâu đậm trong lòng những công chúng yêu đời nhạc quê hương. Thưa quý vị, thông qua cuộc thi tiếng hát Tình Cao Bắc Sơn lần thứ 2 do gia đình của các nghệ sĩ của Bắc Sơn tổ chức đã thành công tốt đẹp, và cuộc thi cũng đã xuất hiện rất là nhiều những gương mặt trẻ thể hiện tốt những nhạc phẩm của nghệ sĩ của Bắc Sơn. Xem như một làn gió mới để làm nghệ thuật Tình Cao Bắc Sơn có thể tiếp tục dàn dựng thu âm và sẽ ra mắt rất là nhiều những tác phẩm mới và mang đến cho khán giả những điều đặc biệt với dòng nhạc của nghệ sĩ Tình Bắc Sơn, có thêm những ca khúc để mình có thể yêu hơn tình yêu quê hương đất nước. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại diện của gia đình nghệ sĩ Tình Bắc Sơn và những thí sinh đã đạt được giải thưởng cuộc thi Tình Cao Bắc Sơn lần thứ 2 để trò chuyện và được lắng nghe rất là nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng của nghệ sĩ Tình Cao Bắc Sơn. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị ca sĩ Hải Châu là con gái của cố nghệ sĩ Tình Cao Bắc Sơn. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị ca sĩ Bình Chinh là cháu nội của nghệ sĩ Tình Cao Bắc Sơn. Và hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay là những thí sinh xuất sắc trong cuộc thi Tình Cao Bắc Sơn lần thứ 2, đó chính là ca sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Hai Duyên. Trước hết thì Bình Chinh xin được dành câu hỏi đối với ca sĩ Hải Châu
là con gái của nghệ sĩ Bắc Sơn, đồng thời chị cũng là giảng viên thanh nhạc thì qua cuộc thi tiếng hát tiền ca Bắc Sơn vừa rồi. Có rất là nhiều những cái gương mặt trẻ là được giải cao. Vậy thì tập đoàn sẽ có dự định như thế nào để có thể nâng cao cái trình độ, cái kỹ năng thể hiện cái ca khúc của nghệ sĩ Tư Bắc Sơn trong thời gian tới khi mà các bạn tham gia vào đoàn nghệ thuật của Bắc Sơn ạ? Đây tôi xin là kế hoạch của ban tổ chức đó là sau khi đã chọn ra được mấy em xuất sắc và sẽ giúp mấy em những mấy em đi theo đạo để cùng dự cho bạn cùng với đạo cũ mình đưa mấy em lên và tôi đang triển khai để tập cho mấy em một số bài mới của ban mình để cùng với mấy em phát triển thêm và ba không những là những bài quen thuộc cũ. Dạ. Anh Bình Trinh ơi, cái cuộc thi lần thứ hai so với cuộc thi lần đầu tiên có khác nhau ra sao ạ? Để mà nói về chất lượng của thí sinh, cuộc thi nhất thứ hai á, thì cũng không dám đi tiếp tại nói chung là mình cũng là rất là mến, rất là quý những người nào mà thể hiện dòng nhạc của ông hồng là nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn. Về cái chất lượng thì chấm điểm rồi chắc để cô Lan Hải Châu đi chứ còn Bình Trinh thì thật sự thấy hầu như ai đã đam mê với dòng nhạc quê hương thì mỗi người đều có một cái nét đặc biệt riêng của họ. Vậy thì họ cảm nhận cái bài hát đó theo cái cảm nhận riêng của họ. Giống như mình nếu thể hiện nhạc của ông thì mình cũng sẽ hiện thể hiện theo cái hình ảnh mà mình nhìn thấy trong bài qua cái bài hát. Đó cho nên là hầu như là hai lần đều các bạn đều thể hiện rất là tốt và rất là tình cảm. Dạ. Đó, nhìn chung là như thế. Dạ, đánh giá như thế nào về tiếng hát của Thanh Tùng ạ? Nếu mà nói về anh Tùng thì thật ra là cho phép mình đánh giá đó, thì mình sẽ thấy rằng cái giọng của anh chất giọng rất là mộc mạc và rất là gần gũi để mà anh diễn tả nhạc của ông Hồ Bắc Sơn thì cái bài như là bài về ba vai nghe điện thoại sẽ xả chẳng hạn thì những cái bài đó khi mà cái tiếng đàn bầu lên liền với cái giọng hát của anh thì mình nghe nó đâu đó một cái hình ảnh mà nó về những cái học viên mà giống như là 40-50 cái đại pháp mà mình nghe mình cảm thấy như vậy. Dạ. Người khác thì không dám ý kiến. Dạ. Vậy thì không biết là anh Thanh Tùng bén duyên với dòng nhạc và quê hương của mình của Bắc Sơn là trước đó hay là không có cuộc thi mình biết cuộc thi rồi mình mới tập luyện những cái ca khúc của nghệ sĩ của Bắc Sơn ạ? Em cũng là một người miền Tây nhưng mỗi thì trong mỗi con người ai cũng có thì lúc nhỏ mình đã nghe những cái bài hát những câu hò và thu mang âm những dân ca của ông bà cha mẹ của mình thì từ lúc nhỏ mình đã có thấm nhuần ở trong cái hơi thở của những lời ru đó thì mình đã được từ nhỏ mình đã nghe và đâu đó thì ông và nhạc sĩ ưu tú Sơn thì cũng đã có những sáng tác và em nghe đánh một sông hè và sông dông và những bài hát đó Tùng đã tiếp cận được từ khi bé và đến khi sau cuộc thi nữa thì Tùng đã có cơ hội được khi vào cuộc thi đó thì mình được tiếp cận nhiều hơn về những ca khúc mới mà mình chưa biết bao giờ. Đó là cũng là một cái niềm vinh dự rất lớn của anh Tùng. Tại vì nhờ cuộc thi tình ca Bắc Sơn của nên mình mới được tiếp cận được những bài hát thật là hay và ý nghĩa những người nghe kỹ lại thì nó thấm trong lòng của mình rất nhiều. Dạ, tốt nhất là mình có sẵn rồi nhưng mà thông qua cuộc thi thì mình sẽ có cái cơ hội để mình tiếp xúc nhiều hơn với những cái ca khúc của nghệ sĩ Bắc Sơn. Dạ, còn Thái Duy thì như thế nào? Em đang hoạt động âm nhạc ở khu vực nào? Và trong cuộc thi vừa rồi thì đạt giải mấy ạ? Trong cuộc thi vừa rồi thì em được may mắn được giải ở cuộc thi xuống trường Bắc Sơn và hiện tại thì Thái Duy đang hoạt động tại sân khấu ca nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là được nhớ là trung tâm hành là họ Bắc Sơn cho phép hoạt động trên sân khấu của ca nhạc để phổ biến phục vụ những cái gì của nghệ sĩ ca sĩ đó. Có thể nói là Thái Duy rất là còn rất là trẻ nhưng mà cái tài năng của Thái Duy thì cũng đã được tối nhận thông qua cái cuộc thi rồi. Mình chỉ nghĩ rằng là trong khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ hỗ trợ rất là lớn đến từ Hải Châu và rồi Phúc Thủy, Phúc
ấn tượng và anh nhìn chung tất cả những cái anh chị em nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuật mình đã phát sơn thì chắc chắn là các bạn những thành viên của đây là anh cũng cũng sẽ được tỏa sáng nhiều hơn nữa. Nếu ở đây thì anh sẽ có một cái chuyện và có những cái Yeah.